Lâu lâu lâu. Tìm đâu ra hình bóng say nhân bên người anh hồ. Ok, hello, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Di Khải Gaming nha. Và Di Khải chúc anh em một buổi xem video vui vẻ mà. Ở video này thì Khải dạo Khải vừa thấy có người bán áo này nè em ơi. Trên group á, có một ông bạn bán áo này. Ôi, nhìn áo quá là đẹp luôn. Cái này mà nhìn vào đúng là chất luôn em. Khải mua với giá 2.5 em ơi. Chung với giá 2.5 thì áo này thì không còn gì để bàn nên mà đồng ý chốt nhanh. Ý chốt nhanh. Đó, 2.5 áo quá đẹp. Áo này thì Khải nói thiệt anh em luôn, như trời ơi, máu đường môn nhìn vào chứ chảy dãi nè. Áo đẹp vãi chướng luôn nè. Anh em thấy không? Rồi rồi đây. Trời ơi, mới vô giật xong mà không có quay video rồi, đợi chỉnh đây. Đủ xanh mới bán, mới quay xong cái thì. Đây. Trời ơi. Đây đây đây. Mới lụm mới kim vô giật xong rồi. Rồi giao dịch xong mà đỡ con thiếu lâm đó nên em không thấy được. Khải quay vào đậu xanh mới đỡ qua con thiếu yên mà sao nó dính đây đây. Đậu xanh chiều với thiếu yên nó lại dính mình em đọc đây anh em ơi. Mới làm cái kim vừa apply xong rồi mua được áo luôn em ơi. 2.5 vừa giao dịch xong thì luôn. Con áo này với giá này quá đẹp. Anh em lúc nãy nó thiếu 2.5 tí nữa luôn. À, cho anh em xem áo đây. Chiu. Đó. Áo quá đẹp luôn nè em ơi. Thiệt áo này quá đẹp luôn. Thiệt anh em quá đẹp. Đẹp hơn áo này nhiều. Đó. Thấy đẹp không nè. Lên đảo là đẹp. Đó, đó, đó. Trời ơi, được 3 món rồi. Kiếm một cái bao tay kháng lâu cao cao nữa là ok. Đây anh em. Sau cho anh em xem những cái món mới của Khải đây. Mấy thằng này là Khải chắc xài là Khải đã mua là xài sập server luôn anh em. Đây. Nón kháng lo 30. Được chưa? Mắt ọp chưa? Áo này cũng dạng là mắt ọp rồi nè. Áo này cũng dạng tầm đẹp đẹp rồi. Trên 14 là đẹp rồi. Trên 10 là đẹp rồi. Thấy chưa? Nhìn đẹp không? Đó. Đi với áo này thì Khải sẽ đi nhận họ dưới và đai lưng dưới họ. Đó. Khải xài cái đai lưng họ 540 này. Thì sau này cái nhẫn này Khải sẽ làm cái nhẫn chống 40. 540 nè. Đó. Sẽ được hiệu ứng 580. Rồi ok. Quá đẹp rồi. Rồi anh em xem video thì đừng quên cho Khải một like em ơi. Làm video cho anh em xem mà cái này Khải mua rồi, Khải đưa tin nhắn là anh em xem. Đây này là Khải vô group cho anh em xem luôn. Mới chứ không phải là nói láo anh em làm gì đây. Nhiều anh em nhiều khi cứ nghĩ là đồ bung đồ đây. Tin nhắn của ông này đây là Khải này cho anh em xem. Mới thấy trên group luôn đây. Dạo thấy trên group rồi hút liền anh em. Lướt định đi ngủ mà lướt điện thoại á. Đây cho anh em xem toàn màn hình nè. Đó. Mới thấy không bán này đây. Khải đang mua ạc giỏ đan luôn nha anh em. Đó. Mua giùm thằng em thôi. Ạc giỏ đan Khải mới đang thử. Mua ạc thằng em. Mua giùm thằng em thôi. Đây. Và ông này mất tiêu. Ông này là Lơ Thành Kiên. Lơ Thành Kiên. Mới lướt thấy luôn anh em. Lơ Thành Kiên. Đây đâu không phải Lơ Thành Kiên mà. Đây không thấy, không thấy. Đây. Đó. Ra 10 giờ trước nè. Thấy cái áo này đẹp, đẹp quá hút luôn nè. Phải bị em hút liền đây. Mua 2.5 thôi, khá là đẹp. Đó, áo nữ thổ nhiều bao nhiêu. 2.5. Hút liền không cần trả giá luôn nè. Hút liền không cần trả giá. Đây cho anh em xem cái dòng tin nhắn anh Khải với ông này. Đây. Hút liền không cần trả giá. Đó. Với áo này đánh sập server luôn em ơi. Áo này mang sập server là ok rồi. 2.5. Đó thấy chưa. Không có nói điều với anh em. Khải là rõ ràng. Cho anh em xem. Đó. Mua 2.5 quá rẻ. Áo nhìn 2.5 quá rẻ luôn em. Khải hết kim. Khải định đưa tiền mặt mà không mua. Khải mua nên là Khải mua order. Khải giao dịch luôn. Đó. Ok anh em xem thì đừng quên ủng hộ video Khải một like chia sẻ nữa. Khải sẽ cố gắng tìm kiếm những trang bị mắt ộp cho anh em xem. Ok áo này thì Khải thấy áo này ở server này rất là đẹp rồi em ơi. Chưa có cái nào đẹp hơn. Đó. Quá đẹp. Rồi anh em đừng quên đỡ lại cho Khải một like và chia sẻ nha. Ok bye bye anh em. Bye bye mọi người. 3 món rồi. Đó. 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 Đẹp chưa.